các bạn thấy ha. Từ từ. Đó 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 đó. Vô rồi nè, vô đây rồi nè. Vô rồi. Trời ơi một bầy luôn rồi, dữ lắm luôn rồi. Trời ơi một đàn luôn, mấy chục con luôn các bạn ơi. Ôi nè nè nè, hai con luôn. Ôi. Kìa. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang ở Chi Tôn An Giang các bạn, để mà quay cho mọi người và các bạn, cô chú anh chị cùng xem là một cái video cắt cái máy cắt đang cắt cái lần cuối cùng, xem là có chuột không ha. Mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem nha. Đây còn cái lần ranh giới cuối cùng, chuột. Ôi ôi. Rồi mình chạy xíu lên trên coi mấy em nhỏ đó chứ nó bắt ngay các bạn. Đây là đồng ở Chi Tôn, rất là nghe anh Lợi nói là chuột đi rất là nhiều nha các bạn. Đó bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Ở đây cắt thì bụi dữ lắm, bụi rồi, mùa dòng mùa hạn mà dữ lắm bụi nha các bạn. Trời ơi có em trai, hai em trai nữa đó, nó chơi không thèm đỡ nó luôn các bạn. Dưới rồi trời ơi bụi dữ thằng bụi luôn rồi. Nó cắt thì nhanh bằng cố chứ. Và những cái con chuột này hầu như là nó phá mùa màng, cho nên là bọn mình cũng như các anh đây bắt chuột giống như là không có cho nó phá hoại mùa màng nha các bạn. Mong các bạn xem video là đừng nói là mình tại sao mà đập những cái con chuột đang sống nha. Thì đây là cái điểm cuối này nha các bạn. Mình sẽ các bạn chờ xem chuột nó chạy nè. Ôi nó mệt. Ờ anh này chuẩn bị thế nè. Dính không em? Dính không? Không dính là dở nha. Sao? Sao vậy? Tiêu duyên vậy? Tiêu hả? Tiêu luôn rồi. Ở đây coi anh này coi. Trời ơi. Cái giỏ. Hay quá. Nãy giờ nhỏ thu hoạch được nhiêu nè, ớt luôn. Rồi. Trễ rồi. Chậm rồi, quá trễ rồi. Và cái miếng này cũng là cái lần cuối cùng nha mọi người.
thì mình hy vọng là cái miếng này cũng sẽ chuột nó cũng chạy lăng tăng giống như là cái miếng vừa rồi ha. Thì bây giờ á, anh em ra đông hơn như hơn hồi nãy rồi nè đó, vì cái miếng này nó sát trong bờ, nó sát lộ hơn là anh em nó dễ xuống ha. Và mình xin tiết lộ với các bạn là chiều nay nè là nó có một cái miếng đất khi mà cắt xong là trời rất là mát, thì lúc đó anh em sẽ cực kỳ đông và dí chuột nó sẽ hấp dẫn hơn ha. Thì mong mọi người xem hết video hoặc là đón tiếp phần thứ hai nha các bạn. Đó, đây thì chuẩn bị tới nha. Đó, đó anh em chụp kìa, đó. Dữ lắm rồi. Ô, con gắn luôn. Tôi tài luôn tới công chuyện luôn rồi. Rồi bây giờ đây nè, chỗ này nó mới là dữ nè. Chuẩn bị nha. Đó, 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 đó. Sao vậy? Chạy vô, chạy ngược đó, 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 đó. Chụp. Trời ơi, trời ơi. Thế nào? Bự không? Bự không? Trời ơi, đập rồi, đập rồi, dữ. Ôi, với con gắn nè các bạn. Này gắn gì anh, gắn lạ, gắn nước hả? Còn một chút xíu bên kia nữa. Cho mọi người và các bạn cũng như là cô chú anh chị cùng xem cận cảnh cái cách mà khi mà cái máy cắt cái miếng lúa cuối cùng của một cánh đồng á, là chuột chim cò gắn đồ á, nó sẽ dồn như thế nào, thì mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và cũng như các bạn mọi người cùng xem nha. Thì theo như mình thấy á, là còn khoảng 3 lối nữa là hết cánh đồng nha các bạn. Cái máy cắt là của hãng Yanma 82 nha các bạn. Đó thì xung quanh thì hết trơn rồi, không còn cánh đồng nào hết, không còn miếng ruộng nữa ha, chỉ còn miếng này duy nhất thôi. Lúa này là lúa Nhật. Các bạn thấy thì lúa Nhật cái bông lúa nó rất là tròn như thế này nè, nó tròn vo à. Đây. Mình cũng mới biết lần đầu các bạn. Thì mọi người thì có thể là biết nhiều, nhưng riêng mình là lần đầu thấy học lúa Nhật ha. Nó còn hai lối nữa. Thì đồng này là đồng mùa hạn mà mùa đông xuân á, cho nên là khói bụi dữ lắm luôn, rất là bụi, ngứa lắm cho các bạn, nếu mà không quen là cảm thấy ngứa ha. Bây giờ thì mình sẽ chờ khi mà cái máy nó chạy xuống á, là có được bao nhiêu chuột, tiếp tục mình quay cho các bạn cùng xem nha. Cái chú tài công này thì ngồi cái máy cắt và hy vọng là chú sẽ giảm cân ha. Quá trời có tướng rồi. Ngồi máy cắt không á các bạn. Đây thì đây là cái điểm mà thường thường chuột nó sẽ chạy ra nữa, hy vọng là sẽ có một hai con chạy ra nha các bạn. Không có con nào luôn các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ đi ngang xem là nó có chuột chạy qua đây không các bạn. Có nè, có chuột nha. Có chuột đó các bạn ơi. Kìa chạy kìa. Đó đó. Có nè, có chuột chạy nè. Thôi rồi. Trời có chuột bạn ơi. Thế nè. Dữ lắm, chuột luôn rồi. Ủa này chụp không kịp rồi, quá chuột luôn. Không có ai chụp hết trơn đâu các bạn. À chuột nhóc luôn. Trời ơi nó chạy. Có. Ở mà bây giờ là lần cuối cùng nha các bạn. Ở đây thì anh YouTuber Kim Lợi. Còn bên đây, ở đây là Trang Hùng.
mình sẽ bây giờ là bỏ ra hai người để mà chụp nha, không biết là có chim cò cá mắm lương bọng gì đây không. Rồi thêm đường em nữa, chụp nhiệt tình với em. Ở đây là lần hy vọng là sẽ có vài con chuột để mà về chiên ăn nha. Chiếc máy cắt này chạy nhanh quá trời luôn, mình chạy không kịp luôn các bạn. Vừa hết luôn ha. Cảm nhận là cắt và gian lần sau mà phải đi phải nói là nghe chăng cậu chạy rồi chạy rồi chạy rồi. Thấy cái gì rồi? Linh giả hay gì rồi? Sẽ dồn dồn lên như thế này nha các bạn, để mình cây cái cảnh này cho các bạn xem là chuột chạy ngang nha. Đó đó đó, các bạn thấy chưa, chuột chạy ngang không? Quá wow, anh Trần Hùng anh chị lăn tăng không biết thấy cái gì. Quá wow, trời chạy rồi. Thường thường là chuột nó sẽ chạy theo cái lần đó, đó nha các bạn. Nó sẽ dồn về cuối này luôn. Tại vì mình đang đi lùi lại á. Thì đi theo cái máy nó không kịp các bạn ơi, mình phải chạy lúc lần trước. Mày anh chạy nhanh quá. Mình sẽ xuống dưới đầu kia mình đợi ha. Ui nó mệt. Lúa Nhật này nó rất là đặc biệt ha, hột nó chín rất là gục luôn các bạn. Nhưng mà gạ vẫn còn xanh dờn à. Đây, mình sẽ ra cái đầu này nè, mình đợi. Đợi mấy anh ra ha, chỗ này trống vậy thấy chuột rồi các bạn. Đây. Mấy anh đang tới rồi nha. Rồi. Là cái anh trên cái máy cắt là phải chạy xuống như này luôn để mà chụp chuột các bạn. Ở đó là có chuột cái đang dồn về là mình không biết được bao nhiêu con thôi. Cảm giác nhiều không anh? Được 5 con không anh? Dạ. Vậy sao thấy? À dưới cù á cho nó vô luôn hả? Anh đang móc vào cái gạ các bạn. Để là cho nó chui vô đây, đừng cho nó chạy ra luôn nè. Chứ không có cái này là nó chạy một phát còn lên trên đó là ở không luôn. Đó tới rồi nha, khúc này là dữ lắm các bạn ơi. Đây mình sẽ quay cái chỗ này cho các bạn xem chuột nó chạy ngang nè. Hy vọng là các bạn thấy ha. Từ từ. Đó 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 đó, vô rồi nè, vô đây rồi nè, vô rồi, vô mánh. Đó, trời ơi, nhóc luôn. Trời ơi, một bầy luôn rồi, dữ lắm luôn rồi. Trời ơi, một đàn luôn, mấy chục con luôn các bạn ơi. Quá rồi, mấy chục con luôn rồi. Đây, chấp. Hay quá em ơi. Bây giờ bao dây vô, xếp vô. Chạy xe luôn rồi.
nha. Ui, đây đây đây, hai con luôn. Ui. Kìa kìa. Con chuột kia chụp không dính trời. Chụp dở lắm, ngồi thôi. Đây. Ô chuột chuột lứa không các bạn ơi. Không có tâm. Hay quá. Không có tâm. Còn. Đó rồi tâm. Ủa, nó chui. Nó coi chừng nó chui xuống mấy kẻ này, này nhiều lắm nè. Có không anh Hùng? Chuột hả? Dính hả? Đù. Đù. Chạy. Ơi cái đuôi gọn. Dính hả? Dính hả? Đù. Hai con. Ở đâu? Đây đây còn nữa hả? Dạ nè. Còn lỗ nẻ hả cưng? Con chuột rồi. Hay quá. Đâu rồi? Trong này, trong này nè. Trong này. Từ từ. Má ơi. Này nha. Trong này đúng rồi. Coi lỗ nẻ không cưng? Thấy nó chạy bên đây vô kìa. Ơi. Không nổi má ơi. Đó. Phải không? Đó. Nó có gạn mà. Nè. Đó. Con chuột chào bá luôn á, cậu tay cái á. Đây luôn rồi. Ok. Đâu rồi, mình gom đây coi được nhiêu con. Đâu rồi, chuột đâu hết rồi. Trời ơi, mấy con chuột này làm hành mấy em mình ở dưới vậy. Đó. Dính chưa? Rút vỏ đó nha. Chết quớt luôn. Hay quá. Mình gom lại coi tổng cộng được nhiêu con. Ở đây là hiện tại là 4 hay 5 con cưng. 4 con ha, một con chuột bự, hai con chuột bự với hai chuột lứa. Ở đây hai ba con là cũng được hơn chục con á, với anh kia lấy thêm mấy con rồi. Ý, video mình nhiêu thôi, dù quá. Sao lại chạy thở nào không lấy như con bò các bạn. Ê, cảm ơn các bạn xem video nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.